chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thay thiết bị từ Mỹ sang Trung Quốc, Ban Quản lý Dự tính tỉnh bị đề nghị kiểm điểm. Thanh tra một tỉnh ở Việt Nam vừa phát hiện ra nhiều vi phạm trong việc mua thiết bị vật tư y tế liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong đó có việc lãnh đạo một ban quản lý dự án thay đổi phê duyệt ban đầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho mua thiết bị từ Mỹ nhưng lại mua sản phẩm từ Trung Quốc. Theo thanh niên, Tỉnh Long An hôm 18 tháng 4 cho biết đang xem xét đề nghị của chánh thanh tra tỉnh này về việc kiểm điểm trách nhiệm của giám đốc ban quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An cùng các cá nhân liên quan đến vụ bê bối nêu trên. Trước đó, báo Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận về kết luận vừa được thanh tra tỉnh Long An công bố, trong đó nói rằng việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh trong năm 2020 và 2021 đã xảy ra nhiều sai sót. Đây là vụ bê bối mới nhất được phanh phui trong ngành y tế liên quan đến đại dịch, trước đó không lâu là vụ nâng giá các bộ xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á trong đó có ít nhất hai vị tướng nắm giữ chức vụ lãnh đạo hàng đầu tại Học viện Quân Y bị cách chức trong đảng vì những sai phạm liên quan. Trong vụ tham nhũng tại Long An, Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp của tỉnh đã thực hiện việc thay thế thiết bị có xuất xứ Mỹ sang xuất xứ Trung Quốc, không đúng như chủ trương ban đầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo Vietnam Plus. Còn theo thanh niên, ban quản lý dự án của tỉnh Long An đã để nhà thầu thay đổi cung cấp máy siêu âm 3 đầu dò từ hiệu Mỹ sang hiệu Trung Quốc và ở gói thầu khác. Còn để đơn vị cung cấp máy đã qua sử dụng chưa đúng với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ban đầu. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, tổng giá trị thực hiện hợp đồng mua sắm có tính chất phát sinh không phù hợp với thực tế thi công, nghiệm thu với tổng số tiền hơn 1.1 tỷ đồng. Kết luận của Thanh tra tỉnh Long An được Vietnam Plus trích dẫn cho biết, tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị cùng các sản phẩm phòng chống Covid trong 2 năm của tỉnh là gần 875 tỷ đồng, còn theo Thanh niên, 15 gói thầu trang thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng của dự án ở tỉnh Long An đã có sai sót trong quá trình thực hiện. Theo hồ sơ thanh tra, tỉnh Long An cũng có các gói thầu liên quan đến công ty cổ phần Việt Á, nơi nhập các kit xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc, nhưng móc ngoặt với các đối tác nâng khống giá lên khoảng 45% và chi hoa hồng cho đối tác khoảng 800 tỷ đồng. Vụ việc bắt đầu được điều tra từ cuối năm ngoái khi một cựu vụ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố vì những sai phạm liên quan. Vụ Việt Á là một trong 10 vụ đại án được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử trong năm nay, theo tuổi trẻ. Chiến dịch chống tham nhũng còn được gọi là đốt lò của ông Trọng phát động từ năm 2016, đã mở rộng đến nhiều bộ ngành, từ Bộ Công an đến Bộ Y tế, không chỉ các quan chức chính phủ nổi bật nhất là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thằng mà cả các lãnh đạo ngân hàng và giờ đây là các doanh nghiệp cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa và bị kết án tù. Trong vụ bê bối ở Long An, giám đốc ban quản lý dự án bị phát hiện sai phạm và tập thể ban quản lý cùng các cá nhân khác có liên quan đến sai phạm chỉ bị đề nghị kiểm điểm và có biện pháp khắc phục sai sót. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thay thiết bị từ Mỹ sang Trung Quốc, ban quản lý dự án tỉnh bị đề nghị kiểm điểm bài được đăng trên VOA Tiếng Việt do ý nhi thời báo chấm đi trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại và bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào tạm biệt. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuộc tắm máu của Putin ở Donbass sẽ không suôn sẻ với Nga, nhưng một chiến thắng ở Ukraine sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp cho Zelensky. Tác giả Nguyễn Lan được đăng trên thời báo chấm Cuộc tấm máu lớn nhất của Putin chỉ có thể kết thúc bằng sự bế tắc hoặc thất bại tan nát cho Nga. Nhưng chiến thắng cho Ukraine trong trận chiến Donbass sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp cho đất nước can đảm này. Cuộc tấn công dữ dội ở làn sóng thứ hai đáng sợ của Điện Kremlin bắt đầu bằng một cuộc bắn phá tàn khốc bằng tên lửa, xe tăng và pháo dọc theo 300 dặm của chiến tuyến. Đây là một phần trong cuộc tấn công ba mũi nhọn của Nga nhằm tiêu diệt những người lính thiện chiến nhất của Ukraine, những người đã chiến đấu ở đó kể từ năm 2014. Nếu người Ukraine thành công trong việc xuyên thủng tiền tuyến, chúng ta có thể chứng kiến những trận chiến xe tăng lớn nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Cùng lúc đó, các cột quân của Nga đang tiến về phía nam từ Begorod trên đất Nga để cố gắng bao vây quân đội Ukraine từ phía sau. Kế hoạch của họ là liên kết với các lực lượng di chuyển về phía Bắc từ gần Mariupol, nơi họ đã xa lầy nhiều tuần trong một cuộc bao vây vì sự phòng thủ anh dũng của Ukraine. Bạn có thể thắc mắc tại sao tất cả những nỗ lực này lại dành cho Donbass, một vùng đất hoang khai thác than nghèo nàn ở vùng viễn đông Ukraine? bào chúa hai mặt Putin tuyên bố mục tiêu chính của cuộc tấn công dữ dội của ông ta là giải phóng Donbass khỏi chính phủ Đức quốc xã ở thủ đô Kiev của Ukraine. Sự thật là lời nói trước chiến tranh của Putin đã nói rõ ông ấy muốn có tất cả Ukraine. Chúng tôi đã biết từ nhiều tuần nay rằng ông ấy dự đoán Kiev sẽ đầu hàng sau 72 giờ với phần còn lại của đất nước sẽ theo sau ngay sau đó. Nhưng kế hoạch xâm lược của ông ta đã bị phá hủy bởi sự kháng cự quyết liệt của Ukraine hậu cần tồi tệ của Nga. Khi quân đội của Putin buộc phải rút lui, Điện Kremlin đã giảm bớt tham vọng của mình. Các phần của vùng Donbas, Donetsk và Luhansk do phe ly kiểm soát. Ba ngày trước cuộc xâm lược tấm máu của Putin, bảo chúa đã chính thức công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng là Donetsk và Luhansk và các thủ lãnh bù nhìn của họ ngay lập tức cầu xin ông ta cử quân đội đến để bảo vệ họ. Hiện Putin đang cố gắng chiếm các phần của Đông Bắc không nằm trong sự kiểm soát của Nga. Đó là một mục tiêu thu nhỏ hàng loạt để cố gắng cung cấp cho Medvedev thứ gì đó để chứng tỏ rằng cuộc xâm lược của ông ta là xứng đáng và ông ta muốn nó trước ngày 9 tháng 5, chưa đầy 3 tuần nữa kịp cho lễ diễu hành ngày chiến thắng hàng năm của Nga một số điều kiện ở Donbass sẽ có lợi cho quân đội nga địa hình rộng rãi hơn ít đồi núi hơn hẻm núi hẹp và ít rừng rậm vốn tạo ra lợi cho các chiến thuật kiểu du kích của ukraine nga có nhiều quân hơn nhiều xe tăng máy bay phản lực nhanh và thiết bị quân sự mới hơn so với ukraine và họ có một tướng mới phụ trách tướng alexander domikov cựu binh syria tàn nhẫn đã được nhảy dù xuống để cố gắng điều phối các hoạt động và tránh sự hỗn loạn ở phía bắc Kiev. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng có nhiều lợi thế cho mình. Các vị trí của họ ở vùng Donbass được bảo vệ tốt nhất trong nước bởi vì họ đã chiến đấu ở đó trong 8 năm. Địa hình có thể thông thoáng nhưng cũng rất mềm và lầy lội. Xe tăng và xe tải sẽ bị mắc kẹt nếu chúng không bám đường. Đó là điều mà quân đội Nga đã làm gần Kiev Điều đó khiến chúng có thể bị phục kích và ngăn cản chúng mang toàn bộ lực lượng của mình ra để chống chọi. Quân đội Ukraine ở Đông Bắc thiện chiến và cơ động, tinh thần cũng rất cao. Họ đang chiến đấu vì quê hương và sẽ tranh giành từng tất đất. Họ không chỉ tồn tại lâu hơn những gì hầu hết mọi người dám tưởng tượng, mà còn gây ra tổn thất tê liệt cho các đơn vị của Nga, sau đó đã phải vật lộn để tập hợp lại. Ngược lại, tinh thần của người Nga đang ở dưới đáy có vấn đề với lệnh và kiểm soát. Một số đơn vị quân đội Nga đã từ chối chiến đấu, theo các quan chức phương Tây, trong khi có đến một trong ba đơn vị được coi là không còn hiệu quả chiến đấu sau chuyến hành quân từ Kiev. Theo các quan chức Mỹ, có 76 tiểu đoàn chiến thuật của Nga đang chiến đấu ở Donbass, trong đó có ít nhất là 11 tiểu đoàn đã đến trong vài ngày qua. Đây là những người lính mệt mỏi vì chiến đấu từ thất bại này sang chiến tuyến khác, xen lẫn với những tân binh và lính nghĩa vụ. Áp lực từ Điện Kremlin để có được kết quả trước ngày chiến thắng đã khiến Nga phải tấn công trước khi lực lượng này sẵn sàng. Nó đã mở rộng quá mức các đường tiếp tế của mình và nó đã bị quấy rối bởi các cuộc phản công thành công của Ukraine ở phía đông Kharkiv và xung quanh Izium. Và Ukraine có một nguồn cung cấp tuyệt vời mà Putin chỉ có thể mơ ước đồng minh. Dòng chảy ngày càng nhiều vũ khí tốt hơn vẫn là chưa đủ, nhưng vũ khí chống tăng Enlaf của Anh và tên lửa Javelin của Mỹ đã ngăn cản xe tăng nga. Những tổn thất nghiêm trọng. Tên lửa Neptune của Ukraine đã đánh chìm tàu Moskva trên biển đen. Anh đã tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí chống hạm. Sự xuất hiện của tên lửa phòng không Starstreak nhanh nhất thế giới sẽ dăng một nỗi sợ hãi vào các phi công được đào tạo kém, những người vốn đã phải chịu những tổn thất đáng kinh ngạc. Rủi ro đối với Ukraine là khi Nga đứng vững, nước này sẽ sử dụng các chiến thuật tàn nhẫn hơn, nhiều cuộc anh tạc bằng tên lửa và đạn pháo hơn như chúng ta đã thấy trong vài ngày qua, nhiều cuộc tấn công tên lửa tầm xa hơn, thêm bờm phá, bunker, nhiều thương vong dân sự hơn, thêm nhiều vụ hãm hiếp, giết người, tội ác chiến tranh tàn bạo. Ngay cả khi Putin bằng cách nào đó thành công ở Donbass, quân đội của ông sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy và một bế tắc đẫm máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, cuộc tắm máu của Putin ở Donbass sẽ không suôn sẻ với Nga, nhưng một chiến thắng ở Ukraine sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp cho Zelensky bài viết của nguyễn lan đăng trên thời báo de do ý nhi thời báo de trình bày cảm ơn quý vị và các bạn hẹn gặp lại vào bản tin lần tới từ berlin cộng hòa liên bang đức chào tạm biệt